Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp thứ 6 ngày 11 tháng 12 năm 2020 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm canh tí Ngày này là ngày mậu tí tháng đinh hợi năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quỹ giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bảo quang giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, tích lịch hỏa, ngày mậu tí, tức can khắc chi, nghĩa là thổ khắc thủy và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, tích lịch hỏa, kỵ tuổi, nhâm ngọ, giáp ngọ, ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi, nhâm thân, giáp ngọ thuộc hành kim, không sợ hỏa. ngày tí lục hợp với xỉu, tam hợp với thìn và thân thành thủy cục, xung với ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu và tuyệt tị. Về tuổi xung khác trong ngày, tuổi bính ngọ, giáp ngọ, tuổi xung trong tháng, tuổi kỷ tỵ, quý tỵ, quý mùi, quý xỉu và quý hợi về các sao tốt xấu trong ngày. Trong ngày có các sao tốt, sao thiên mã hay còn gọi là sao lộc mã, tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng, cầu tài lộc, sao u vi tinh, tốt mọi việc, sao yếu in hay còn gọi là sao thiên quý, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi. Sao xấu trong ngày cũng có, gồm sao bạch hổ, kỵ về an táng, sao nguyệt kín chuyện sát, Kỵ khởi công, động thổ, sao phụ đầu giáp, kỵ khởi công, động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông nam, tài thần hướng chính bắc. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp, thứ 6, ngày 11 tháng 12 năm 2020, mời các bạn cùng theo dõi Đầu tiên, mời các bạn đốn xem tử vi tuổi Tý thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang có được chính ấn chiếu mệnh, cho nên bạn tuổi Tý sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi nếu tham gia các buổi thi cử tuyển chọn trong ngày hôm nay và với bạn tuổi Tý dễ dàng nhận được sự tin tưởng của người khác và đạt được cái đích mà mình đã đặt ra. Trong ngày này, đối với những bạn đi làm thì nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và đồng nghiệp, bạn cần đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa hơn, không nên vội hài lòng với thực tại và với bạn tuổi Tý vẫn có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai của mình vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp được ngày thủy sinh cho mộc vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay được tốt đẹp. Cái mối quan hệ giữa bạn mệnh và gia đình đang ở trạng thái rất tốt. Bạn có được một nữ kia luôn thấu hiểu và thông cảm cho mình. Vì vậy, mỗi khi gặp vấn đề gì khó khăn trong cuộc sống, trong công việc, bạn luôn có được sự tâm sự và người ấy giúp đỡ cho bạn. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim thi cử gặp nhiều điều thuận lợi. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy đạt được mục tiêu đã đề ra. Tử vi tuổi canh tý thuộc thổ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc nửa kia thấu hiểu và thông cảm. Vài đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ sáu này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 6, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy nhờ có tam hội phù trợ mà công việc của bạn tuổi Sửu tiến triển vô cùng là suôn sẻ, thuận lợi. Nếu gặp bất cứ vướng mắc gì, bạn mệnh có thể tham khảo ý kiến của cấp trên, đồng nghiệp và những người đi trước để tìm ra hướng giải quyết một cách chính xác phù hợp nhất. Trong ngày này, đối với bạn tuổi Sửu, cái mối quan hệ xã giao của bạn cũng có được sự hài hòa, giúp cho bạn mệnh có được cơ hội gặp được người cùng chí hướng với mình. Nếu hợp tác với những người như vậy, bạn sẽ gặt hái được những thành quả rất đáng ngưỡng mộ trong tương lai. Tuy nhiên, vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang gặp ngày thổ khắc thủy nhắc nhở bạn mệnh tuổi Sửu cần quan tâm và trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn. Dường như bạn đã quá bận rộn cho sự nghiệp của mình nên quên không quan tâm tới người ấy. Và bạn tụi xỉu hãy nhớ rằng tình cảm thì quý giá hơn tiền bạc rất chi là nhiều. Về tử vi tuổi ất xỉu thuộc kim, công việc tiến triển xuân xỉa, tử vi tuổi đinh xỉu thuộc thủy, tham khảo ý kiến của mọi người, Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc họ có hướng giải quyết đúng đắn trong công việc, tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ gặp được người có cùng chí hướng, tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc quan tâm trò chuyện với nửa kia nhiều hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1 số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Từ vi tuổi dần thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh với bạn tuổi dần dễ rơi vào hoàn cảnh chia bè kết phái trong ngày hôm nay do những khác biệt trên phương diện lợi ích và bạn tuổi dần nên xác định được điều mình cần vào thời điểm này là gì tránh đưa ra những lựa chọn sai lầm với bạn tuổi dần khi xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp bạn cần phải giải quyết mọi việc bằng lý trí chứ không nên nghe theo cảm tính của mình. Đôi khi, những điều bạn nhìn thấy hay là cảm nhận được chưa chắc đã là đúng đắn. May mắn cho cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi dần, bạn lại đang gặp được ngày thủy sinh cho mộc vượng. Cái điều này cho thấy, với bạn tuổi dần, cũng là người biết chăm lo cho gia đình, dù là nam hay là nữ. Bạn biết rằng, việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng, chứ không phải phụ thuộc vào riêng bất cứ ai. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy, đồng nghiệp chia bè kết phái, tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa, giải quyết công việc bằng lý trí, tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ, xác định được điều thực sự cần thiết với mình, tử vi tuổi canh dần thuộc mộc, quan tâm và chăm lo cho gia đình, tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim, có tinh thần trách nhiệm cao. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi thìn, tuổi hợi. tử vi tuổi mão thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2020 vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi mão xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọa mão dậu cho nên với bạn tuổi mão rất dễ gây mất lòng người khác trong ngày hôm nay bạn mệnh tuổi mão có tầm nhìn xa trông rộng nhưng lại quá tự tin vào nó nên luôn nghĩ rằng mình không cần phải nghe theo lời của mọi người xung quanh. Và với bạn tuổi mão áo, khi muốn góp ý với người khác, bạn mệnh nên chú ý sử dụng những từ ngữ nhẹ nhàng, không gây tổn thương cho người nghe, bởi cho dù bạn có thiện ý nhưng lại không biết cách truyền đạt thì bạn cũng sẽ không đạt được kết quả như ý muốn vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi mão bạn cũng đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng may mắn cho bản mệnh có được một người vợ một người chồng rất tâm lý luôn sẵn sàng lắng nghe mọi vấn đề của mình vì vậy bạn không nên giữ những điều khó chịu ở trong lòng mà nên giải tỏa ra cho tinh thần được nhẹ nhõm thoải mái vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy dễ gây mất lòng người khác Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc Hỏa quá tự tin vào năng lực của mình, tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc Thổ chú ý cách diễn đạt uyển chuyển, tử vi tuổi Tân Mão thuộc Mộc không chịu nghe theo ý kiến của người khác, tử vi tuổi Quý Mão thuộc Kim không nên giữ mọi chuyện ở trong lòng. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ Sáu này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh nước biển, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn, tuổi tốt. Tử vi tuổi thìn thứ 6, ngày 11 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi thìn bạn tuổi thìn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn nâng đỡ cho nên với bạn tuổi thìn luôn cảm thấy hăng hái mỗi khi bắt tay vào làm bất kỳ công việc nào tuy nhiên điểm yếu của bạn mệnh tuổi thìn là không thể duy trì được hứng thú trong thời gian dài lâu và với bạn tuổi thìn nếu muốn vươn tới thành công thì hãy nhớ rằng một khi đã quyết tâm làm bất kỳ việc gì thì bạn nên cố gắng kiên trì đến cùng. Còn nếu chỉ làm việc theo cảm hứng, bụa dựa dựa chừng thì khó có thể đạt được những thành tích cao. Vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày thứ sáu này, bạn lại đang gặp ngày có thổ khắc thủy. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được mấy êm đẹp. Cái mối quan hệ giữa bạn tuổi thìn với nửa kia không được bình yên cho lắm trong ngày hôm nay. Mọi khi có vấn đề xảy ra thì với bà tuổi thìn cần phải bình tĩnh, dành thời gian để nghe nửa kia giải thích chứ không nên dễ dàng tin theo lời bàn tán vào người từ bên ngoài nhé. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏ, hăng hái mỗi khi bắt tay vào công việc. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ, không duy trì được hứng thú trong thời gian dài. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc làm việc theo cảm hứng, tử vi tuổi canh thìn thuộc kim nên lắng nghe nửa kia của mình, tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy không nên vội tin theo lời người khác. Vài đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt. Từ 23 giờ đến 1 giờ màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi mão, tuổi thân. Tử vi tuổi tỵ thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là với bà tuổi tỵ đang gặp được ngày có thực thần phù trợ cho nên bạn tuổi tỵ đạt được phúc lộc dồi dào trong ngày hôm nay. Nhất là đối với những ai làm công việc tự do, bạn có thể nhận được một khoản tiền lại lớn do những quyết định đúng đắn của bạn từ trước đó mà có được. Ngày này, đối với những bạn làm công ăn lương, không có biến động nhiều về tài chính, bạn có mối quan hệ tốt với mọi người nhưng lại thường hay chần chừ do dự để cơ hội trôi qua đáng tiếc. Và với bạn tuổi tỵ bạn cần phải chủ động và tự tin hơn vào chính bản thân mình. Ngày thứ sáu này, đối với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng đang gặp ngày có thủy khắc với họ. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tỵ đang có điểm báo cái chuyện tình cảm của bạn không được tốt. Bạn mạnh nên quan tâm nhiều hơn tới gia đình của mình, chứ không nên dành hết thời gian cho sự nghiệp hay là cho sở thích cá nhân như vậy. Tiền bạc là vật ngoài thân, mất rồi có thể kiếm lại được. Nhưng một khi tình cảm đã phai nhạt thì khó có thể bù đắp lại được. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ nhận được một khoản lời lại lớn. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ có cơ hội phát tài trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc nên chủ động hơn khi nắm bắt cơ hội. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim có mối quan hệ tốt với mọi người. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy quan tâm tới gia đình nhiều hơn. và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân và các bạn đang xem video đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi ngọ thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi ngọ xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mạo dậu cái điều này khiến cho bạn tuổi Ngọ trở nên rất nóng nảy, bạn tuổi Ngọ khó có thể giữ được bình tĩnh và không biết cách tiết chế cảm xúc của mình, vì vậy thường hay nói hoặc là có những hành động gây ác cảm với mọi người xung quanh. Cái mối quan hệ xã giao của bạn tuổi Ngọ trong ngày hôm nay, bạn mệnh có thể nhận thấy có nhiều đối tượng khác giới đang quan tâm tới mình. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của bạn bắt đầu vào ngày hôm nay thường không đạt được kết quả tốt và với bạn tự ngọ hãy chú ý giữ khoảng cách cần thiết với mọi người. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tự ngọ, ngày này là một ngày tốt để cho bạn thực hiện tất cả mọi việc. Nếu như bạn có kế hoạch ấp ủ trong suốt khoảng thời gian vừa qua thì bạn mạnh nên nhân cơ hội này thực hiện ngay, bạn sẽ nhận được kết quả như ý muốn. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, không biết cách kiềm chế cảm xúc, tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, dễ hành động bốc đồng, gây mất lòng người khác, tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, chú ý giữ khoảng cách với người khác giới, tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, không nên quan tâm nhiều tới chuyện tình cảm, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, nên thực hiện công việc nằm trong kế hoạch của mình và đánh giá của bạn tuổi ngọa trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt tử vi tuổi mùi thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ sáu này đối với bà tuổi mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương hại gây ra nhiều tác động xấu cho bà tuổi mùi trong ngày hôm nay, đặc biệt là trong công việc của bạn. Và với bà tuổi mùi, bạn có thể vô ý đắc tội với kẻ tiểu nhân vì những hành động bốc đồng của mình gây ra. Do đó, bạn hãy cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Trong cái mối quan hệ giữa bạn tuổi mùi và người thân của mình cũng không được mấy hòa hợp. Do đôi bên có những quan điểm không thống nhất với nhau, có thể chính vì nguyên nhân này mà đôi bên đang dần trở nên xa cách, thậm chí không muốn cố gắng thấu hiểu nhau nữa. Trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi mùi, nếu như bạn đang có ý định xuất hành đi xa thì bạn mạnh nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông nam và tài thần, hướng chính bắc. Hai hướng này sẽ giúp cho bạn công việc được thuận lợi hơn, suôn sẻ hơn. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc kim, vô tình đắc tội với kẻ tiểu nhân, tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc thủy nên cố gắng giữ bình tĩnh, tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa Mối quan hệ giữa đôi bên không được hòa hợp, tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ nên cố gắng thấu hiểu cho nửa kia, tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc, dễ có những hành động bốc đồng. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi hợi. Tử vi tuổi thân, thứ sáu, ngày 11 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ sáu này đối với bà tuổi thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi thân đang gặp ngày kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi thân đang rất chi là tốt đẹp. Cái mối quan hệ giữa bạn tuổi thân và người thân vô cùng là hòa hợp. Bạn luôn cố gắng để thấu hiểu cho những tâm tư, tình cảm của nửa kia nhờ thế mà đôi bên dễ dàng dung hòa được với nhau. Và ngày này đối với bạn tuổi thân, nếu như bạn có ý định hâm nóng tình cảm đôi bên, bạn mệnh có thể tổ chức những buổi hẹn hò lãng mạn. Sau mỗi dịp như vậy, chắc chắn bạn sẽ thấy tình cảm gia đình càng ngày càng thêm phần gắn bó, hạnh phúc. Tuy nhiên, cái vận trình của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cho thấy với bạn mệnh tuổi thân dễ vướng phải những mâu thuẫn với cấp trên, bạn có thể bị cấp trên soi xét và đánh giá nghiêm khắc hơn người thường. đừng có vì những suy nghĩ tiêu cực mà hãy có cái nhìn tích cực hơn về mọi việc bạn tuổi thân nhé. về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy mối quan hệ vợ chồng hòa hợp, tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa luôn thấu hiểu và đồng cảm với nửa kia tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ nên hâm nóng tình cảm vợ chồng tử vi tuổi canh thân thuộc mộc dễ vướng phải những mâu thuẫn với cấp trên tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim có cái nhìn tích cực hơn về mọi việc về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 5, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Từ vi tuổi Dậu thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu cần phải cực kỳ thận trọng trong công việc vào ngày hôm nay do bạn đang có điểm báo phải đối đầu với cục diện ngũ hành tư phá gây ra. Bạn mệnh tuổi Dậu không nên chủ quan trong bất kỳ việc gì bởi rất có thể những công việc tự như đã thành công sẽ bất ngờ gặp trở ngại với bạn. Bạn mệnh tuổi Dậu cũng cần phải để ý mọi người xung quanh nhiều hơn bởi rất có thể quanh bạn đang có kẻ niếm đá giấu tay tuy nhiên dù có ở trường hợp xấu nhất đi chăng nữa bạn mệnh tuổi dậu cũng nên bình tĩnh tìm hướng giải quyết chứ không nên bực bội nóng nảy ngày này với bạn tuổi dậu lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng may mắn là cái mối quan hệ giữa bạn với nửa kia vẫn luôn rất tốt đẹp khi gặp phải khó khăn, bế tắc, bạn hãy tâm sự với người ấy nhiều hơn. Đôi bên có thể cùng nhau đưa ra được hướng giải quyết tốt đẹp, hợp tình hợp lý nhất. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy không nên chủ quan trong công việc. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa công việc gặp trở ngại bất ngờ. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ để ý tới xung quanh nhiều hơn. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc không nên bực bội nóng nảy, tử vi tuổi quý giàu, thuộc kim, tìm hướng giải quyết cùng với nửa kia. Vài đánh giá của bạn tuổi giàu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi thân, tuổi giàu, tuổi thìn. Tử vi tuổi tuất thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi tuất, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tuất, bạn đang gặp ngày thổ khắc với thủy, cho nên cái mối quan hệ xã giao của bạn tuổi tuất đang có điểm báo không được mấy tốt đẹp trong ngày hôm nay bạn mệnh tuổi tuất nhận ra rằng xung quanh mình có quá nhiều kẻ giả tạo, nịnh bợ để kiếm lợi cho mình và bạn cần phải chủ động để tránh xa những người như thế. bạn tuổi tuất bạn cũng cần phải quan tâm hơn tới gia đình của mình và lắng nghe những suy nghĩ của nữ kia, không nên áp đặt những suy nghĩ của mình và bắt người khác phải nghe theo bởi chưa chắc chắn những quan điểm của bạn đã là đúng đắn thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tuất, cánh cửa làm ăn của bạn khá chi là rộng mở trong ngày hôm nay. Bạn có thể tìm được mối đầu tư đúng đắn và nhanh chóng thu lại được lợi ích lớn. Những người làm thêm cũng nhận được một khoản vốn thuộc về mình. Và đặc biệt, trong ngày hôm nay với bạn tuổi Tuất, nếu như bạn xuất hành đi xa thì nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông nam và tài thần hướng chính bắc để tăng thêm vận may về tài lộc cũng như là tiền bạc về cho mình. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ mối quan hệ xã giao không được tốt cho lắm. Tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ tránh xa những kẻ nịnh bợ, giả tạo. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc lắng nghe suy nghĩ của người khác. Tử vi tuổi canh tuất thuộc kim không nên áp đặt những quan điểm cho người khác. Tử vi tuổi nhâm tuất Hực thủy nhận được một khoản tiền lãi lời lớn về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi Dần tuổi Ngọ tuổi thân. Tử vi tuổi hợi thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi hợi đang gặp được ngày có tam hội nâng đỡ, cho nên bạn tuổi hợi với bạn tính thật thà, tốt bụng, bạn sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao thuận lợi, và bạn tuổi hợi, bạn nhận được sự yêu mến của mọi người vì sự nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi có ai đó gặp phải khó khăn. Bạn mệnh tuổi hợi còn có được cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày hôm nay, quý nhân sẽ giúp cho bạn hóa giải được những vấn đề còn vướng mắc ở hiện tại, đồng thời đưa ra con đường chính xác để cho bạn phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Tuy nhiên với bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này, bạn cần phải chú ý hơn đến tình hình sức khỏe của bản thân mình, không nên vì công việc quá bận rộn mà lơ là với những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Việc tập thể dục thể thao là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe của mình bạn tuổi hợi nhé. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa xây dựng được mối quan hệ xã giao thuận lợi, tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ có được cơ hội gặp gỡ quý nhân tử vi tuổi kỵ hợi thuộc mộc giải quyết được vấn đề còn vướng mắc tử vi tuổi tân hợi thuộc kim có định hướng cho tương lai tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy nên quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.